Chào mừng các bạn đến với chương trình Society được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Mới đây, ông Cao Thắng khẳng định đã tặng xe trên 10 tỷ đồng cho Đông Nhi là hoàn toàn đúng sự thật và đó cũng là tài sản mà chúng tôi muốn mua sau một thời gian làm nghề, cùng với có một khoản tài chính nhất định để Đông Nhi được an lòng. Sau gần 6 năm hẹn hò, ông Cao Thắng và Đông Nhi trở thành cặp đôi bền chặt nhất nhì showbiz. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất, ông Cao Thắng khá lưỡng lự khi nói về việc đám cưới trong tương lai không xa với Đông Nhi. Anh cho biết cả hai vẫn chưa có ý định kết hôn vì đang có quá nhiều đam mê, công việc cần theo đuổi. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm, anh cũng lo ngại và phải cố gắng từng ngày để Đông Nhi không để mắt đến những người đàn ông khác. Ngày 23 tháng 5, công ty đại diện của Kim Tae-hee, Lue Entertainment, bất ngờ đưa ra thông báo Kim Tae-hee hiện đang mang thai ở tuần thứ 15 và luôn phải cẩn trọng. Kim Tae-hee sẽ tập trung vào việc giữ thai và chuẩn bị trở thành một người mẹ. Và gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ. Có thể thấy rằng Kim Tae-hee bắt đầu có thai từ tháng 2 năm 2017, tức là một tháng sau khi đám cưới thế kỷ của cặp đôi quyền lực nhất nhì K-pop diễn ra. Gần đây, Biden đã tậu được căn biệt thự trị giá 5 tỷ won và luôn từ chối những cuộc hẹn hò hộp đêm để về nhà cùng vợ. Bằng chứng là thông qua đoạn hội thoại ngắn với cậu bạn thân Shin Se-hoon trong một chương trình, anh đã chứng tỏ bản thân là người chồng tuyệt vời nhất quả đất này khi từ chối thẳng thừng lời mời hộp đêm của cậu bạn thân. Angela Phương Trinh đã đăng tải một dòng trạng thái đầy tâm trạng gây chú ý mạng xã hội. Ngay lập tức dòng trạng thái đó được tố là đạo văn của huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe. Nguyên nhân dòng trạng thái, Angela Phương Trinh viết: "Tôi khó chịu, thiếu kiên nhẫn và có chút bấp bênh. Tôi thường gây rắc rối, dễ mất kiểm soát và khó kiềm chế. Nhưng nếu bạn không thể ưa nổi tôi ở trong tình trạng tệ nhất, thì chắc rằng bạn cũng không có cơ hội ở bên tôi khi tôi tuyệt vời nhất." Huyền thoại Marilyn Monroe có rất nhiều phát ngôn để đời về phụ nữ được lưu truyền và yêu thích cho đến hiện nay. Khán giả chỉ trích Angela Phương Trinh sao chép vay mượn phát ngôn của huyền thoại Marilyn mà không hề trích nguồn dẫn. Nhiều Facebooker cho rằng người đẹp 22 tuổi này có lẽ đã copy mà không hề biết câu nói này là của ai. Đồng thời, Angela cũng bị cư dân mạng bắt mẻ về việc thường xuyên xây dựng hình tượng hơi hướng Marilyn Monroe. Nhiều người lại chê tạo hình nhái ngôi sao thế giới của cô và cho rằng Angela Phương Trinh vẫn nên giữ hình tượng cũ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Societin và đừng quên cập nhật những thông tin nóng hỏi của Societin bằng cách subscribe kênh SML Channel nhé.